Các bạn thân mến, có thể mới đầu các bạn nghĩ rằng là mình học để cải thiện kỹ năng, mình học để có thêm một chút nghiệp vụ để tự tin sân khấu. Nhưng đối với những người mà xác định là chúng ta sẽ học để theo đuổi con đường là MC chuyên nghiệp, đặc biệt là nghề MC sân khấu, thì chúng ta sẽ cần phải hiểu rằng là khi mà chúng ta học và theo cái công việc này thì chúng ta sẽ có những cơ hội và thách thức gì. Và thưa các bạn là những người hoàn toàn mới, chúng ta chưa có những trải nghiệm, chúng ta chưa có những góc nhìn, chúng ta chưa có kiến thức về từng một loại hình sự kiện, và đặc biệt hơn là chúng ta cái ngôn ngữ còn hạn chế, sự tự tin vẫn chưa có, thì chắc chắn là các bạn sẽ áp lực vô cùng, và thậm chí là chúng ta không có niềm tin vào bản thân mình là có thể làm được, chứ nói chi là có thể trở thành một người MC chuyên nghiệp. Vậy thưa các bạn cứ thử hỏi mà xem, tất cả những người mà theo nghề MC ấy, mới đầu họ chỉ nghĩ rằng là tôi theo đuổi đam mê, tôi theo đuổi niềm vui thôi. Họ đâu nghĩ rằng là đây là một công việc có thể nuôi sống cá nhân họ, gia đình của họ, mà có thể giúp họ có được những khoản tiền tích lũy đâu. Vậy thì để có thể phát triển thành công công việc này sẽ có vô vàn những thử thách, những khó khăn mà các bạn chúng ta sẽ cần phải gì ạ? Cần phải vượt qua. Nhưng trước tiên là chúng ta sẽ cần phải xem rằng là khi mà các bạn theo đuổi cái công việc này thì các bạn sẽ có cơ hội gì để phát triển đó. Thưa các bạn, thứ nhất, công việc MC sự kiện chuyên nghiệp, khi mà các bạn đi theo con đường này, nó sẽ cho các bạn thứ nhất đó là thu nhập. Nếu như các bạn làm hoàn toàn tốt với lộ trình đều đặn thì tôi tin rằng bạn hoàn toàn có thể có được mức thu nhập từ 20 cho đến 50 triệu một tháng. Nếu không tin, cứ thử hỏi những MC chuyên nghiệp khác mà xem tại sao lại là con số như vậy nhá. Và tiếp theo là khi mà bạn theo nghề MC này ấy, các bạn càng dẫn chương trình thì càng cho chúng ta cái bản lĩnh, cái sự tự tin, cái kỹ năng và năng lực cá nhân của mình được tăng lên. Và thưa các bạn, càng tăng lên như vậy thì nó càng phục vụ cho gì? Cho công việc của bạn được tốt hơn. Và đặc biệt hơn, nó sẽ giúp ích cho bạn là khi mà chúng ta tiếp cận một công việc khác thì hoàn toàn dễ dàng, bởi bạn đã có sự tự tin vốn có, kỹ năng vốn có, cùng với một bản lĩnh sân khấu và một bản lĩnh đứng trước đám đông, thì đó là điều vô cùng tuyệt vời. Và đây chính là cái cơ hội thứ hai giúp bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chúng ta có thể theo đuổi công việc MC nhé. Và cái thứ ba, đó là khi mà các bạn càng làm MC ấy, thì các bạn nhớ rằng là gì? Đó là các bạn gia tăng cái mối quan hệ của mình rất là tốt. Các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn tiếp xúc với các chương trình, các sự kiện, chúng ta được gặp gỡ rất nhiều người, từ chủ doanh nghiệp tới người làm nghệ thuật cho đến rất nhiều các anh chị cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp. Nếu như họ yêu mến bạn, họ thích bạn, thì hoàn toàn chúng ta có thể biến cái câu chuyện họ không chỉ đơn thuần là khách hàng, mà họ trở thành các đối tác, những người bạn, những người thân thiết với bạn, và chúng ta hoàn toàn có thể khai thác các mối quan hệ đó phục vụ cho nhiều công việc khác. Và tiếp theo là gì ạ? Khi mà các bạn tham gia theo đuổi công việc này ấy, thì các bạn sẽ có rất nhiều người yêu mến bạn, ủng hộ bạn. Ban đầu thì nếu như bạn chưa thành công thì có thể người ta chê cười, nhưng khi bạn đã đứng sân khấu, bạn làm tốt rồi thì tôi tin rằng là gì ạ? Đó là bạn sẽ được rất nhiều người yêu mến. Và đặc biệt hơn đó là gì? Khi bạn theo đuổi con đường nghệ thuật, một công việc MC dẫn chương trình được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu mến, thì tôi tin rằng là hình ảnh và thương hiệu cá nhân của bạn sẽ tăng lên rất là nhanh chóng. Và khi đó các bạn sẽ nhận được nhiều tương tác trên các hoạt động về mạng xã hội như là Facebook, Zalo, thậm chí là TikTok, phải không ạ? Vậy thì đây là những cái giá trị, những cái điều tuyệt vời mà công việc MC mang lại cho bạn. Ngoài ra, nó có rất nhiều các khía cạnh khác mà các bạn sẽ cần phải tìm hiểu sâu hơn. Vậy thưa các bạn, đó là những cơ hội, những điều mà bạn sẽ nhận được khi mà chúng ta theo đuổi con đường MC chuyên nghiệp. Vậy thì, về đằng sau câu chuyện thành công đó thì nó có những rủi ro, sẽ có những thách thức gì chúng ta cần phải hiểu rõ nhé. Thứ nhất, đây là công việc mà đòi hỏi người dẫn chương trình phải có khả năng rất linh hoạt về mặt ngôn ngữ, về mặt giao tiếp, về mặt kỹ năng mềm của mình. Vậy thì một người bình thường sẽ rất khó để chúng ta có thể nói một cách lưu loát, rất khó để chúng ta có thể nói một cách tự tin. Vậy thì tất cả những điều này các bạn cần phải học rất là kỹ, và chúng ta cần nhiều thời gian chứ không phải là ít. Các bạn nhớ nhé, để hoàn thiện một kỹ năng chuyên môn cứng thì các bạn có thể mất một vài ngày, nhưng để hoàn thiện một kỹ năng mềm giúp bạn tự tin diễn đạt thì các bạn phải mất ít nhất một vài tháng, thậm chí hàng năm. Tức là gì? Bạn phải đánh đổi thời gian. Các bạn nhớ cho mình nhé, là bạn phải đánh đổi thời gian của mình. Và cái thứ hai là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà các bạn sẽ theo đuổi, gần như là các bạn sẽ không được sự ủng hộ nhiều từ phía những người thân của mình, và họ nghĩ rằng đây là công việc hoàn toàn rất khó khăn, rất khó để có thể thành công, và thậm chí họ không nghĩ rằng bạn làm được. Mỗi lần bạn làm thì bạn làm không tốt, bạn làm sai, chính bạn còn cảm thấy nản chí chứ nói gì đến người khác. Thì các bạn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, áp lực từ phía người tham dự, áp lực từ chính người thân của mình đang áp vào tư tưởng
và cảm xúc của bạn. Vậy thì nếu như bạn không đủ sự kiên trì, bạn không đủ bản lĩnh, thì tôi tin rằng sớm bạn sẽ bỏ cuộc thôi. Hãy nhớ điều này nhé. Và cái điều thứ ba là gì ạ? Đó là khi theo đuổi nghề MC thì các bạn nhớ rằng là chúng ta có hai cách. Một là bạn có thể tự học hỏi bằng việc lên mạng, hoặc là bạn nào có năng khiếu tìm tòi thêm học hỏi được. Nhưng nó mất nhiều thời gian, thưa các bạn. Cái thứ hai là gì ạ? Bạn có thể đầu tư vào một khóa học chuyên nghiệp để chúng ta có thể theo đuổi nó. Tức là gì? Bạn cần phải đưa vào trong tư duy, bộ não của bạn, kho tàng kiến thức và thư viện của bạn rất là nhiều kiến thức, từ kinh tế, chính trị, xã hội cho đến việc là các ngôn ngữ nghiệp vụ của MC. Đó là những thứ mà không hề dễ dàng mà chúng ta có thể đưa vào trong đầu của mình được. Các bạn cần thời gian để học tập, để trau dồi bản thân. Và tiếp theo này, một trong những cái điều các bạn cần phải chấp nhận là gì ạ? Chúng ta sẽ phải đầu tư không ít thì nhiều một khoản tài chính nào đó. Thứ nhất là cho việc phục vụ cho việc đi học của mình. Cái thứ hai là gì ạ? Là phục vụ cho việc các bạn xây dựng các cái kỹ năng khác cùng với các mối quan hệ của bạn. Không hề nhỏ một chút nào mà chúng ta cần phải đầu tư và xác định điều này. Các bạn nhớ nhé, đây cũng là điều các bạn sẽ cần phải làm. Và quan trọng hơn ấy, giai đoạn đầu tiên khi mà các bạn theo nghề MC, chúng ta chưa có nhiều sâu, thì đồng với việc là gì? Chúng ta sẽ áp lực. Chúng ta áp lực cả về mặt chuyên môn, chúng ta áp lực cả về mặt kinh tế. Tức là chúng ta đánh đổi công việc MC, là thay vì chúng ta làm công việc khác thì chúng ta lựa chọn công việc MC. Thì dẫn đến việc là gì? Chúng ta chưa có sâu, thì tức là thu nhập của bạn ít. Thu nhập của bạn ít thì dẫn đến việc là gì? Là chúng ta sẽ có nhiều áp lực trong việc chi tiêu, sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình. Và khi đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng căng thẳng. Và nếu như bạn vượt qua được những điều này, hoặc có được sự chuẩn bị tốt nhất, thì tôi tin rằng là bạn sẽ làm được. Và quan trọng hơn nữa, đây là một công việc mà cần thời gian. Các bạn nhớ nhá, đây là một công việc để cần thời gian, để học hỏi, để trau dồi, để trải nghiệm, để cố gắng, để vượt qua từng một khó khăn một, để giúp bạn bản lĩnh hơn. Vậy thì nếu như bạn hiểu được điều này, thì hãy cố gắng, hãy quyết tâm. Chỉ cần bạn làm tốt cái việc là gì ạ? Dám ngồi lại, dám viết ra và dám thực hành theo, thì tôi tin rằng bạn sẽ là người thành công trong lĩnh vực MC. Vậy thì bây giờ, sau khi mà chúng ta hiểu rõ những điều này rồi, là lúc chúng ta tiếp tục đi sâu hơn vào các nội dung tiếp theo nha.